Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Rise of the Tomb Raider. Và lần trước mình đã bỏ lỡ từ game này ngay chỗ này. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục. Hôm trước mình cũng đã nâng cấp một số thứ là weapon. Chúng ta giờ có một cái weapon upgrade available. Không biết là lần trước là mình chỉnh cái gì, nhưng mà mình có cái Makeshift Longbow. Và nó cho mình chỉnh cái này vậy. Ok, bây giờ mình đã upgrade được thêm một cái nữa. Stronger lên mà lao, increase string tension, faster arrow speed. Như thế kéo nhanh hơn và đam cao hơn tí. Đó, nhìn khá là ngầu. Với lại bộ đó cho một bộ áo nữa. Bộ áo jacket bình thường của mình hay mà. Thì có lẽ mình nghĩ là hai bộ áo jacket này nó sẽ không khác gì do mấy. Nhưng mà nó đơn thuần là mình thấy nó đẹp hơn thôi. Nên là mình vẫn thích mặc cái này hơn. Ok, mình nghĩ cho mình back ra là được, mình đi tiếp với cái gì. Và có một số bạn bảo là mình không nên bỏ một bất kỳ một cái gọi là sao ta, survival instinct và những cái đồ như thế này để chúng ta có thể craft đồ ở kia là sao cho nó ok nhất có thể. Ồ, hồ này đã chứ. Gì đây? Doom Assassin's Creed ở đây. Đồ. Ê, có con nai kìa. The ruins in here, Mongolian. What the fuck is Mongolian? Cũng không rõ Mongolian là cái quái gì. What the fuck? Trinity. They're here. Come on. Do copy. Oh, cái gì? À, tụi kia nó đang bị mấy con gấu cắn rồi. Nghe là mình đi theo cái hướng chỉ dẫn của nó. Please overwatch, please respond. Survey team, please respond. We got some inner. Ôi, vãi đái thật, vãi đái lên. Chạy. Oh no. Shit. Ôi, hên quá, chúng ta ném chết lần hai. Mili. Ôi, tránh xa tao ra, tránh xưa ra. Con mặt. Tránh xa ra. Mày là. Chạy đi, đứng đó mà nhìn nữa hả? Lara, refusing to use the door again, I see. But it's faster this way, Dad. Come here, you little monkey. Are you going on another adventure? Yes. My greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Give me a moment, darling. I need to take this. Cái mặt trong đó có vấn đề spoiler hay không? Mà nó che hầu hết như 90% là mình không thấy được cái mặt của ổng rồi. Toàn là chói chiếu sáng cho mặt của một phát không? Healing resource. Ok. Healing Resort, chúng ta có thể kiếm cái này mà chúng ta có thể hồi lại máu cái kiểu. Mà mình vẫn đang cố gắng đi tìm đây. Một cái ở đây. Chúng ta vẫn chưa thể chạy nhanh được. Cái gì đây. Có vẻ không ổn. Cold War Installation. Oh shit. Chúng ta cứ lấy cái này đi cho ta. Bỏ máy cái máy bay. OLB để heal. More Mongol ruins. Looks like the path goes all
Giờ sẽ đúng rồi. Go get to the pass bear. Go to get the pass bear. Nó giờ đâu ta? Giờ đâu ta? Đi đâu ta? Giờ chắc qua chỗ nãy đây, đúng rồi. Các bạn là mình qua chỗ gấu hồi nãy. Chứ chỗ này vẫn còn nguy hiểm chán đấy chứ. Vô, lên. Those mushroom deer are dead caps. Crab poison arrow. Dùng cái này để lấy lại mấy mũi tên mà độc mà vẫn gờ lắm, bắn một ca thốt tới tầng rốn. Đó lên. Thì mình dùng survival instinct ra. Ôi, này lên sao ta? Survive, use survive to upgrade weapon at camp. Có nút gì vậy nhỉ? Ủa? À, chúng ta phải tới ngay đây luôn, đúng rồi. Hay là chúng ta cứ đi theo nó chạy là ok rồi. Tại vì mình cũng không rõ là như thế nào. Mà mình vừa mới trượt xuống cái là nó dính luôn. Ủa mà phải có thỏ và có hù nữa chứ. Phải đá thật. Mà chúng ta đi hướng này sao? Còn chỗ nào ghê hơn nữa không? Nắm nè. Upgrade, ủa? Mới thấy quả nắm đâu đây mà. Mình lấy rồi mà nó vẫn không không tính tới ba cái. Mình còn thêm một cái nữa là mình có thể... Đây. Chế tạo được cả cung... ủa? What the fuck? Cái gì vậy? Kia đây. Manasai or crap. À, chúng ta thể ráp đạn dược với cả vũ khí nổ nữa bằng cái này. Ok, và chúng ta phải muốn sống sót thì chúng ta phải làm những chuyện như thế này. Và đây là giống như một cái tựa game sinh tồn nha các bạn. Và thật chất là một tựa game sinh tồn nhưng mà nó theo một cách tiến tính hơn. Chứ không phải là kiểu sinh tồn mà kiểu như mấy tựa game survival art cái kiểu như vậy. Mặc dù như vậy nói mình thấy nó cũng rất là hay rồi. Rõ ràng là mình không biết đi đâu cả. Và nếu nó kiểu nằm ngoài sao ta? Mình vô tới tôi mình vô đây mình cứ tưởng mình phải đi vô trong đây chứ. Bao trong khi nó chạy hướng đi bên ngoài. Nó nhiều lúc nhau đá thật chứ. Rồi nói kìa. Có điều cái game này mà các bạn muốn chơi chạy nhanh thì các bạn phải bấm cho lẹ. Còn nói chuyện này chúng ta còn chưa có cả thuật ngữ này nọ làm sao chúng ta hiểu được. Best play plan return to camp to upgrade roll arrow. Cam nằm đâu trời. À, kia. Nhiều lúc mình đi quên không biết đường về luôn. Feathers. Mình vừa thấy cái gì đi phải. Chỗ lên đi, chỗ lên thôi chứ phải là chỗ để hay nọ. Ok. Này cũng không phải tại cái chỗ đó nó như là báo động cho mình chỗ đó lên thôi. Chứ cũng không hẳn là cái chỗ craft đồ kiểu. Đó, thanh niên mới tập sống sót. Poison arrow. Ammunition. Đó, đây. Hết rồi, hết chỗ đây rồi, hết chỗ để rồi. Skill, chúng ta có skill mới. Chúng ta có 2 skill boy và hồi nãy cũng có nhiều bạn nói với mình á là mình nên tập trung vào mấy cái skill quan trọng hơn và tránh này nọ nhiều. Mấy cái bạn kêu là tập trung vào skill của Animal Instinct cho nên mình sẽ vô phần này thử rồi. Arrow retrieval, gain a chance recovering arrow. Cái này là các bạn, như mình cũng đã nói lần trước rồi, có thể lấy lại cái arrow nhưng mà nó chỉ là một cái phần xác định bình thường thôi. Cái khả năng là các bạn có thể lấy được khi mà các bạn loot enemy.
giết bằng cái đó. Chúng ta có thể lấy được nhiều đạn hơn từ cái địch, xét cái địch, và chúng ta có thể nhắm ổn định hơn khi chúng ta nhắm mà chúng ta giữ. When using survival instinct, large animal flipping, thì bạn bảo là mình dùng nâng cấp animal instinct thì mình skill animal instinct đây. Master of the land revealed with exotic animal. Animal instinct đó, nhưng mà hiện tới giờ là vẫn còn block, mình chưa có gì hết. Mình cũng không rõ là phải nâng cấp cái gì thêm trước đó hay không để có thể có được cái animal instinct, cho nên mình sẽ tạm thời mình unlock mấy cái nào mình cần nhất bây giờ. Take less damage from enemy gunfire melee attacks. Take less damage from chất nổ. Ít đam hơn khi mà chúng ta bị dính. Incapacity on armor while dodging with a well timed rest of the E button. Dodge counter. À, khi mà các bạn gọi nó như hồi nãy mình bắn chơi con gấu á, dodge á, thì nút Y nó sẽ lâu hơn. Và để coi, còn một cái nữa, enemy skill with it while in stealth will be able to look for a resort. Mình nhớ là như mình up cái này rồi mà phải. Hình như mình up cái này mà ta. Hồi trên cuối tập trước mình có up cái này, lâu lâu cái game này nó mất phải save, cái mình phải up lại. Heart of stone, take less damage for enemy gunfire and melee attacks. Mình nghĩ là nó up cái này nó sẽ tốt hơn. Tại mình nghĩ là trước sau mình cũng vô một cái kiểu. This discovery is too important. I don't give a damn about my reputation. Don't you dare threaten me. After everything I've done. Hello? Hello? Dad, what's happening? They're fools! You're scaring me. I'm close, Lara. Close to something important. Someday, you'll understand. I don't want to understand. I just want you to stop. Be my dad again! Down. Teams report in. What's the situation? Over. We found another camp up here. The fire was still warm. Execute. Ôi, chưa chết hả mày? Chưa chết hả mày? Má công nhận mình đúng kiểu mà anh đợi mày nãy giờ. Đó, vô đây. Sack down, sack down. Stealthy challenge. Đợi nó vô mình sack down nó ha. Tại mình cũng không rõ là nó như thế nào. Đó, vô đây. Vô đây. Ồ, muốn ngủ trong lùm luôn. Phải lấy cái này. X. Gì đây. One side conversation. Phải luôn. Ngồi xuống bấm nào trời. Hình như nó tự động ngồi hay sao á. Tại nhiều lúc á mình muốn ngồi xuống để đi cho nó an toàn, tụi nó không phát hiện á. Mình không rõ là ngồi bấm lúc nào, hình như tới những chỗ an toàn nó sẽ chỗ báo động á, nó sẽ bắt đầu nó cho mình ngồi xuống. Nó khuyên mình nên ngồi xuống hơn là oh shit. Nhưng mình nên trèo lên cây, tụi nó sẽ không thấy mình ở cây. Ok.
Chạy qua chắc nó cũng thấy mình đâu ha. Ê, vô mấy cái lụm cây này đúng rồi đó. Ó, vô mấy cái lụm cây này nè. Đù 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 đù. Bảo mình phải tốt tốt tầng kia luôn. Mà có vẻ như là cái chỗ nó khá là đông người. Ôi, ôi, ôi. Ôi ôi, nó vẫn chưa thấy mình mới ghê chứ. Mình cũng không ngờ là nó không thấy mình luôn ấy chứ. Vãi đái thật. Nghe nó chắc đâu đây thôi nha. Đó, là mình nghĩ là trên đi lên cái thanh cây này nè. Có đây là chúng ta thấy đúng hơn. Đó, lên. Lên. Đúng rồi, vẫn chưa bị phát hiện, vẫn chưa bị phát hiện. Mình cứ tưởng mình đi ngay trước mặt nó luôn vậy mà nó không phát hiện mình chứ. Lên lên luôn. Rồi, chúng ta tới đây nè. Rồi, mình lấy cái đồ rồi nè. Cây cội để này nọ, defeat the pair, what the fuck, defeat the pair. What the fuck. Ủa, trong đây bộ còn con gấu nữa sao? Má, với lờ. Ủa nhưng mình quay trở lại cái chỗ nãy. Ui, ui. Ui. Ui, 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 ui. Chính xa tao ra, ui. Má té dập mặt, té dập mặt, té dập mặt. Ôi, ôi. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Má nó tản cho vẹo, xéo hãng luôn. Ôi ôi, vãi cái đái thật. Má đứng lại là sao? Cái khu này không chạy được. Má nó dính 3 shot rồi, không biết nó còn sống nữa. Má, má con gấu gì châu bò thật trời. Đổi đạn được không ta? Má mình kiếm cái đạn gì ta? Đạn poison, nó không biết nó có sao không nữa. Mà rõ ràng là mình bắn như vậy mà nó còn không chết nữa. Thôi thôi, cái loại gì rồi. Chết chùm tao cái đi. Chết đi. Má, chạy 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 đi, chạy đi chạy đi chạy đi. Nó tán cái xéo háng bây giờ. Má, cái game này nó không có biết chạy là gì luôn hả? Má, rốt tù của mình nên trà là ngon hơn. Ôi, nó vẫn còn như đó, nó vẫn còn đó, nó vẫn còn đó. Đi vô trong, đi vô trong, đi vô trong, đi đi. Đi vô trong, đi vô trong, rồi lại trôn nó đường. Gấu đi đúng dễ trôn luôn. Má, bắn 3 cú và không chết nữa. Good game là vừa, mình hết đạn rồi nhá. Má, mọi người đâu muốn chơi stealth mà gặp cái con cháu chó này đồ. Má, nó chơi như con chó. Mình như một con đĩ vậy đâu. Đúng cho bò luôn. Gấu mà mình biết nó sao giờ bắn thì nó không xin nhê đó. Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tinh thần, nhắm cái đầu nó thử coi. Adu, adu. Adu, 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 chạy đi, còn nó làm cái gì nhiều lúc nó bị kẹt trời ơi. Chưa, chạy đi. Ủa, chị nó đi bộ nữa chứ, what the fuck. Má, cái đéo gì vậy trời. Má, bắn hụt nó chứ mới ghê chứ. Má, cú này chạy tới chạy luôn chắc cả tháng sau mới bắn xong đồng con gấu nè. Má, dí thấy thương luôn. Thậm chí mình đứng cái đó mà còn biết mình đứng cái đó nữa chứ mà. Má, nãy giờ mình cũng liều lĩnh lắm rồi đó. Má, 3 cú rồi, chạy đi, chạy, chạy. Má, té dập mặt xuyên tường luôn chứ. What the fuck, what the fuck. Chính xa tao ra, chính xa tao ra. Má, tao bắn mày gì mày muốn chưa chết là sao mập. Vẫn chưa chết, what the fuck. Ôi, hồn mà nó tán mình xéo háng luôn. Ôi ôi ôi. Gấu gì OB vậy. Gấu gì OB vậy trời, mình còn có mười mấy cây à. Bắn hết thời gian luôn á. Má, game này có vẻ khó, rất là khó. Sao những người mới chơi như mình gặp những con gấu như thế này, thật sự là đúng nản lòng những chơi. Ôi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Đi mẹ mày.
Đủ mới trả lại cho tao cung coi. Má đéo tin được. Okay, gift packs are a war story or they can be opened in the marketplace. Okay, mình vẫn chưa hiểu rõ cái đó là cái gì. Rồi kệ cái đi tiếp đi. Có gì đây? Như chúng ta chạy ngược lại chỗ nãy nữa rồi. Hay, nhiều lúc mình ngáo đáo quá. Ok, mình nghe chắc vô trong đây đâu hay cái gì. The fuck is this? Má con hươu nè, nhìn con hươu nè. Má nó chết mà ghê, nhìn ghê phải cái là. Má cuộc đời những thanh niên vừa mới bị gấu gì. Thật là đúng rồi, kiểu đế tin được. Semi auto pistol. Ok, có cái súng cũng hay rồi, weapon part. Chỉ là một phần của cái súng hả? Má mất dạy vậy. Đây cái đế có gì luôn. Ờ, có kinh nghiệm. Đây. Đập tường xong ra. Ra mấy đứa ơi, ra mấy đứa. Ok, chưa rồi mình nghe đây cho mấy chúng ta có đường đua đó. Thấy gì đó chớp chớp nhỉ? Best play plan plays cavern. Không biết mình đi đúng đường không đấy ta. Không rõ nữa. Nhưng mà vẫn đang cố tìm được đi, mình nghe là đi đúng đường rồi, tại trong đây nếu mình đã đi sai có lẽ mình đã chết nãy giờ rồi. Sau vụ con chó là mình hết sẽ chơi mấy con gấu luôn nhé. Lột. Sau vụ con gấu là mình hết đếm chơi mấy con gấu luôn nhé. Đấy, có gấu để làm cái gì? LT để lặn xuống. Ok. Release LT resurface. Đi đâu ta? Ôi mình là đi đúng đường rồi nè. Đó, đúng rồi. Lên. Ok. Đồ quá ngầu. The fuck is this? A Byzantine war galley. The Byzantine war galley. How the hell did it get down here? Ủa cái đó không phải con tàu không nhỉ? Mà tại sao nó lại xuống tới đây rồi? What the fuck? Mình vừa đó là lý do tại sao mình vẫn phải đi tìm hiểu những chỗ như thế này. Đấy, và mình có lẽ mình sẽ đi tìm cha mình vì tại vì những hành động dại dột của ông ấy và mình giờ phải đi tìm đạt đế quan hệ gì để tả hơn. Một những hành động ngáo nhất có thể nói. Má những cái vụ như thế này mình cũng không ngờ tại sao những người đó có thể đi tới những chỗ như thế này. Mặc dù biết là nó là khám phá nó khá là hay rồi nhưng mà nó rất là ghê biết không? Nó có thể nguy hiểm tới tính mạng, họ thậm chí họ không quan tâm tới tính mạng của mình. Ủa, mình rồi mình nghe đây cho đây có đường lên chứ nhỉ? Skill boy, ấy có skill boy kìa. À đây má mình cứ tưởng. Oh YOLO. Má giờ này bắt đầu để chơi điêu luyện hơn tập trước. Má đỡ hơn. Nhưng mà có vấn đề vẫn chết như thường. Má sau vụ gấu mà mình sợ quá rồi. Sợ lắm rồi. Má nhảy sớm quá. Má nãy mình nhảy sớm quá cái đầm đầm mình nhảy tụt xuống dưới luôn. Đó, phải điều luyện đi chứ. Có nhiều lúc chỉ cần cái gì đây, mình vừa mới thấy cái gì đó thì phải. Ok, Ancient Coins. Đồng tiền cổ xưa. Biết mình có đi đúng đường không nữa. Mình cũng gần hết oxy rồi, lên. Hên quá. Mình nghe chắc đường này nè, đó, lên. Má, mình đi điêu hình quá. Không ngờ mình chơi mình work through, mình chạy lẹ như thế này. Go. Đù, má, khu này đẹp thế. Oh, chúng ta có một cái base camp mới nè. Nice. I'm not your enemy.
That remains to be seen. You killed those men back there. I killed them to survive. I suspect you did too. How long have they been here? Days, at most. The invaders took many of my people prisoner. You should leave this place before it's too late. I can't do that. I came here for something important. So did they. If I see you again, I'll put an arrow in your throat. You and I are on the same side. I hope I can prove that to you. What's going on down there? Who? Okay, và mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục ở đây. Nhưng mà để mình coi cái skill kia đã. Hunter Animal Instinct mình vẫn chưa có thì phải. Requirement, à không, mình phải có cái, à đây. New skill Animal Instinct đây. Và hình như phải đi xuống dưới hay sao, mình không rõ, nó cho mình cái mẹ đi. Mình cứ nói chung là có Animal Instinct là được rồi. Weapon upgrade available. Oh yeah. Này là gì đây? Whole time. Mình vẫn chưa rõ cái whole time ý nó là sao. Mình kiểu như mình bắn mình hold hay sao ta? Jump towards the zip line. Dude, ngầu like a boss, like a boss. Đi nhanh nào. Con thỏ kìa, mình bắt con thỏ rồi. Ở đây mình lấy cái này cái đã. Nói nhiều lúc giờ sát sanh hoài cũng không nên. Không tốt, như thế là không tốt. Như thế là không tốt, để mình coi. Nothing I can do for him now. Mình nghe tiếng người, có là đâu đó, nghe đây có người chết nè. All units just got one word. Mình nghe đây được ta. Để đi cho ăn, mình không nghe là nó dưới đây. Oh, mình có nên dí không ta. Ôi, mình nghĩ là mình sẽ tìm một cái đường khác. Ở đây có một thằng. Mình sẽ cố gắng mình đi stealth coi. Mà ngay đây thì nếu mà mình đi mình không giết thằng này sao mà qua được cái khúc này ta. Mình phải giết thôi, Ồ má, mình kiểu điều mình không thích là kiểu như là mỗi lần mà mình đánh nó là mình kiểu như mình xuyên người luôn á chứ. Giống Hitman này, giống Hitman đấy chứ. Giống Hitman đấy chứ. Bắt đầu giống hay giống Hitman rồi đó. Còn này nó đi luôn đi. The fuck man. Đi cái đéo coi thằng vậy. Come on. À, cái đéo gì đi nãy có thằng rồi chứ. Thế mới bưởi. Thằng kia biết chưa ta? Chết mẹ, nó biết rồi. Má, con mẹ mày, ai kêu mày đứng đó mà tôi kêu mày đi hết hai thằng rồi, một thằng quay trở lại là sao mày? Một thằng đứng đó nhìn là sao mày? Tao hết chai đi chọi, ok. Ba mày. Tụi bay đã không có thể, tụi bay đã không chết khi mà tụi bay đứng đó rồi. Tụi bay chỉ ghi ra kia, tao đâu phải buộc phải giết tụi bay như vậy đâu. Tao đang tính stealth mà. Hey, poor guy. Mà thôi cũng kệ. Ui, investigator hay là landing area. Ui. The fuck. Xa vậy? Scramble. Chúng ta có thể lẩn trốn trong đây này. Nãy giờ là mình đi tìm cái hướng này đâu. Are we secure? Ok, đây. Này, đây có chỗ đi lên, lên cái này cái đã. Nhưng trên đây hết chỗ đi lên rồi. Để chọi cái đã. Ừ.
Mình nghĩ là cho cái thằng đó nó bưng đồi, mình nghĩ là mình không còn đường nào khác ngoài là việc. Ê, nghe đi, có cầu thang nè. Nice. Nhưng mà vấn đề làm sao để lên được cái cầu thang đó ta. Để tìm cách coi. Mình nghĩ là phải lẻn qua tụi này luôn. Mình cứ cầm cái chai sẵn đi là tính. Ok. Cái này khó à, thằng kia nó quay lại một cái là mình chết chắc. Không ta, trong đó hình như có đường đi không ta? Hay là đi cái chỗ này ta? Mình không nghĩ là đó hay đường kia đi, mình nghĩ là đi ngay đây, flares ha. Cái chỗ đỡ trong đây thì chúng ta tính sao? Ngay đây không có đường đi rồi, ngay đây không có đường đi. À đây đây đây, ngay đây ngay đây ngay đây, từ từ đợi tí. Đúng rồi, chúng ta đang đi đúng đường. Yeah, má, chúng ta lẻn quá thành công. Ê, có cung tên, để cho mình lấy cái cung tên nè. Đó, cái gì, cái này gì đây? Má, cái tay mình vẫn còn cầm cái chai mới bữa chứ. Rồi đó. Ơi, hết hồn. Má, chẳng lẽ bị phát hiện gì một thằng sao? Má, đúng kiểu Rambo. Đâu vậy? Còn thằng nữa hả? Ủa, nó phát hiện rồi. Chết mẹ ơi. Chết rồi. Chúng tôi phải chạy lẹ thôi. Má, chỉ vì một thằng thôi sao? Ôi, má hết cho hồn, lên. Lên. Đứng đó nhìn làm cái gì vậy trời. Nhảy đi. Hình như là cái gì vậy ta. Nó bắn qua đây mình nhảy không được. À nghe này, nhảy qua đây. Scramble. Cố lên, chúng ta gần tới rồi. Ôi, quá đẹp. Ha. Có lẽ như nó không được suôn sẻ lắm nhưng mà thôi kệ không sao. Rốt đổ. À cái này thôi. Đù. Đó, quá thông minh. Má đi thêm. Giờ đâu ta trời. Để coi. Cái đéo nó làm cái đéo gì đó vậy. Mình bắn xuyên được không ta. Thôi dẹp đi. Nó đông quá. Mình không nghĩ là mình là đối thủ của nó. Nhưng mà bên trong mình có một thằng hay gì đó. The Iron Road. Con đường bằng sắt. Và L Tell us everything. Nó đang tra khảo ông kia hay sao á. Có vẻ hết đường rồi nhỉ. Và cách duy nhất mà mình có thể làm là bắn một phát xuyên qua tới thằng kia đây. Nghĩ sao vậy má. Con lồ mày chết hay chưa vậy. Má nhìn có vẻ không ổn cho lắm. Imprison. Ê chúng ta lại cho ta xin cái cung coi. Good job. Ê nó có đạn dược cái kiểu nè. Đồ mấy con nhỏ này cũng gọi là cứng rắn lắm á. Là cái gì nó cũng làm rồi đó. Kiểu bá đạo mình anh chấp hết cái kiểu vậy. Ồ có cung nữa nè. Good. Switch weapon. Sao nãy giờ mày không nói sớm. Thiệt luôn á hả. RB. Má nãy giờ nó mới nói. Good game. GG. How's it looking? Yeah.
I'm not sure I can stop the leak. This doesn't work. Let's grip the pipe and get a new vest. Not sure we'll be able to find spare parts out here. I left you in charge here. Yes, sir. But we didn't expect such heavy resistance. You were to be my eyes. I expected you to see. You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. No. You don't. No. How could someone like you? Go easy. Go easy. Don't fear the suffering. Our goal is within reach, but we must be vigilant. If we succeed here, a new world awaits. One of our own making. Constantine, you need it back at the prison right away. We've got a captive who might know something about the artifact. Remain faithful. We'll share in the glory of the divine source.